Sáng ngày 21 tháng 4, Ủy ban Nhân dân xã Tân Thịnh phối hợp với Phòng Tư pháp huyện tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở, triển khai văn bản pháp luật mới cho đội ngũ cán bộ công chức xã, tuyên truyền viên pháp luật của xã, đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở, người lao động trên địa bàn xã. Đồng thời ra mắt tủ sách pháp luật số và phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn xã Tân Thịnh. Tại hội nghị, lãnh đạo và chuyên viên Phòng Tư pháp huyện đã truyền đạt các nội dung về nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở, luật phòng chống bạo lực gia đình, một số vấn đề liên quan đến xây dựng nông thôn mới. Tiếp đó, Ủy ban Nhân dân xã Tân Thịnh đã ra mắt tủ sách pháp luật số. Đây là tủ sách pháp luật số đầu tiên trên địa bàn huyện, đồng thời tổ chức phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn xã Tân Thịnh. Qua đó, nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã.